Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta tiếp tục có một phiên tương đối là khó chịu, khi mà mặc dù ở trong phiên á chúng ta có những cái nhịp thị trường tăng khá là tốt, và đặc biệt chúng ta nhìn qua về phái sinh nè, khoảng tầm là phiên chiều á, khoảng tầm là phiên chiều nè, chúng ta thấy bắt đầu phái sinh nó mở gap, nó mở biên và nó tăng từ 1316 nó tăng lên khoảng tầm 1321. Và thậm chí rằng chúng ta có những cái siêu phẩm xuất hiện như là DGC ngày hôm nay tăng trần, và một số cổ phiếu ngân hàng cũng như là họ Vin được kéo. Nhưng mà cuối cùng á thì kết phiên khoảng tầm là vài phút cuối bắt đầu phái sinh nó đổ đều, nó rơi từ 1321 nó rơi về 1308, tức là khoảng tầm 15 điểm, thì nó khiến cho nhiều người chúng ta tiếp tục chúng ta duy trì cái trạng thái hoang mang. Và mọi người chúng ta cho rằng á là thị trường hiện tại chỉ đang trong một cái trạng thái là kéo xả thôi, chứ còn không thể nào mà hồi phục lên được những cái vùng phía trên. Thì ngày hôm nay Hải sẽ chia sẻ với anh chị một cái góc nhìn, một cái tin tức mà nó khá là tốt để chúng ta có thể yên tâm và chúng ta có một cái điểm tựa tốt hơn và chúng ta gồng hàng anh chị ha. Rồi, vậy thì cái điểm tựa đó là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở trong video ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta đang xem, chúng ta cho Hải một like, một đăng ký kênh anh chị nha. Cảm ơn mọi người. Và đây sẽ là outline mà chúng ta sẽ đi qua vào ngày hôm nay. Cái tin tức này nó sẽ có liên quan chủ yếu tới cái hành động của khối ngoại ở trong thời gian gần đây, cũng như về cái xu hướng thị trường á, thì Hải cũng sẽ có một vài những cái phân tích cho anh chị. Đầu tiên là cái thực trạng của khối ngoại, thì chắc chắn anh rằng anh chị chúng ta đều để ý là khối ngoại ở trong khoảng tầm là 2 tháng gần đây đã có những cái tín hiệu bán ròng rất mạnh mẽ. Khi mà chúng ta nhìn qua về khoảng tầm 10 phiên gần nhất thì có tới 9 phiên là khối ngoại bán ròng, và cái khối lượng bán ròng tổng của khối ngoại á, hiện tại nha anh chị, hiện tại là nó lên tới con số khoảng tầm là 58.000 tỷ rồi nha, 58.000 tỷ rồi, và tính riêng vào phiên ngày hôm nay á là 654 tỷ nha, 654 tỷ. Thì đây là một cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý. Vậy thì cái việc khối ngoại họ bán ròng á, thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua về thực trạng. Thực trạng thì thật ra không chỉ ở Việt Nam nha, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước ở trên châu Á thì cái thực trạng bán ròng này nó đã xảy ra, nó đã xảy ra, và đặc biệt chúng ta sẽ nhìn thấy ở những anh lớn như là Đài Loan nè, hay thậm chí rằng là Thái Lan và Malaysia đều có cả động thái là bị khối ngoại bán ròng, vậy không ạ? Đều có động thái là bị khối ngoại bán ròng. Thì cái này nó sẽ tới từ hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, là vấn đề về mặt tỷ giá. Khi mà hiện tại chúng ta thấy rằng á, cái vấn đề tỷ giá nó đang rất là nhức nhối và nó thường xuyên có ảnh hưởng tới những cái giao dịch của chúng ta. Đây, nó thường xuyên ảnh hưởng tới những cái giao dịch của chúng ta. Thì hiện tại á, cái vấn đề tỷ giá nó vẫn đang chưa được chúng ta khắc phục, đúng không ạ? Tỷ giá của chúng ta đã tăng rất là mạnh từ những cái vùng giá khoảng tầm 24 nè, từ cuối năm ngoái cho tới hiện tại là 25.4 rồi, tăng rất là mạnh ở trong cái việc này. Thì khi mà cái tỷ giá nó biến động á, nó sẽ làm cho cái dòng tiền đầu tư họ rất là e ngại. Mọi người chúng ta có thể chúng ta không quan tâm tại vì cái dòng vốn của anh chị nó ít, chúng ta chỉ đầu tư khoảng tầm vài trăm triệu hoặc là vài tỷ thôi, nhưng mà các cái quỹ đầu tư á, đặc biệt là khối ngoại á, thì họ đầu tư tới vài ngàn tỷ. Thì khi mà họ đầu tư vài ngàn tỷ á, những cái chênh lệch tỷ giá khi mà họ đổi tiền nó sẽ có những cái sự thay đổi và nó sẽ có ảnh hưởng tới cái hiệu suất của người ta. Cho nên rằng cái việc mà khối ngoại họ rút ròng một phần rất lớn nó sẽ liên quan tới vấn đề là cái biến động tỷ giá, nó khiến cho họ không có kiểm soát được cái hiệu suất của họ. Còn cái phần thứ hai á, nó sẽ liên quan tới một cái tin tốt, là một cái tin tốt cho anh chị. Thì cái phần này á, nó sẽ liên quan tới cái việc là cái quỹ ETF giải thể. Thì hiện tại ở Việt Nam của chúng ta có một cái quỹ ETF là họ đã rút ròng ở gần hết cái tiền mặt rồi. Khi mà cái tổng giá trị tài sản của họ là khoảng tầm 10.300 tỷ thì có khoảng tầm 2.400 cho tới 3.600 tỷ là họ đang nắm cổ phiếu tại Việt Nam. Đó. Thì cái mục đích mà họ muốn rút tiền ra khỏi Việt Nam á, với cái mục tiêu của họ là họ chuyển sang họ mua tài sản khác. Cái này thì chúng ta sẽ không biết được. Nhưng mà hiện tại á, thì họ đã bán ròng tương đối nhiều rồi. Họ đang bán ròng khoảng tầm là hơn 1.000 tỷ anh chị ha. Hiện tại thì tỷ trọng của họ chỉ còn khoảng tầm 1.500 tỷ thôi. Trong khi đó thì cái tỷ trọng cổ phiếu nó khoảng tầm là quanh quanh 3.000 tỷ, thì họ đã bán ròng hơn 1.000 tỷ rồi. Vậy thì cái vấn đề này vì sao lại là tin tốt? Tại vì thứ nhất là họ đã bán ròng được khoảng tầm một nửa rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất rõ ràng là họ đã bán ra một nửa cái tỷ trọng rồi. Vậy thì điều đó nó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là tạo lập của Việt Nam á, họ sẽ có khả năng
là họ đang muốn đánh lên. Nhưng mà nếu như bây giờ họ đánh lên á, trong một cái bối cảnh là có một cái lượng tiền rất lớn nó đang muốn bán, thì họ đang cần phải cân bằng. Tức là giờ anh chị chúng ta thử hình dung là anh chị là tạo lập, anh chị chúng ta đang rất muốn đánh thị trường lên 1.300, lên 1.400 ngay bây giờ, nhưng mà tự nhiên đùng cái có một cái thằng nó đang canh me, nó muốn bán cổ phiếu, thì anh chị có muốn cho nó bán giá cao không ạ? Đúng rồi, chắc chắn anh chị sẽ muốn nó phải bán giá thấp. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể hình dung rằng là tạo lập họ hoàn toàn có thể dựa vào cái vấn đề này để làm gì ạ? Để họ giữ cái thị trường ở một cái mức độ là vừa phải, để cho tới khi nào cái quỹ này nó bán xong thì họ mới kéo. Thì đây cũng có thể là một cái tin tốt cho anh chị mà chúng ta có thể dựa vào. Còn dĩ nhiên cái tin tốt nhất nó vẫn là cái quỹ này họ đã bán ra được khoảng tầm một nửa rồi, thì cái lượng cung ở trong thời gian tới nó vẫn sẽ càng ngày càng ít đi, là cái thông tin đầu tiên. Cái thông tin thứ hai mới là thông tin quan trọng, rất là nhiều anh chị chúng ta quan tâm về cái việc là khối ngoại bán ròng mạnh như vậy. Thật ra thì cái quỹ này á, nó cũng chỉ khoảng tầm là 3.000 tỷ thôi, trong khi đó thì một ngày Việt Nam của chúng ta đã giao dịch tới hơn 20.000 tỷ rồi. Thì nhiều anh chị chúng ta nói rằng là cái quỹ đó có đáng bao nhiêu đâu. Thì ok, chúng ta sẽ tiếp tục tới với tin thứ hai là cái tin gì ạ? Là cái tin về lịch sử ở giao dịch của khối ngoại. Thì chúng ta thấy rằng á, hiện tại khối ngoại họ đã bán ròng cho tới ngày 17 tháng 6 2024, thì họ bán ròng khoảng tầm là 43.000 tỷ anh chị ha, 43.000 tỷ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng có một cái năm bị bán ròng ở tình trạng tương tự là 2021 với 62.000 tỷ anh chị ha, với 62.000 tỷ. Tuy nhiên thì chắc là ai cũng biết 2021 lại là một siêu uptrend của tại Việt Nam, đúng không ạ? 2021 nè, từ đầu năm 2021 thị trường của chúng ta uptrend cho tới tận cuối năm 2021 là 1.500, tăng từ vùng giá 1.000 lên 1.500. Đó chính là mức tăng kinh khủng nhất của Việt Nam ở trong lịch sử của chúng ta. Vậy thì tức là mặc dù chúng ta vẫn đối mặt với cái hoàn cảnh là khối ngoại bán ròng lên tới 62.000 tỷ, nhưng chúng ta vẫn có thể có một cái uptrend thế kỷ, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái việc khối ngoại họ bán ròng, dĩ nhiên họ vẫn sẽ có ảnh hưởng tới tâm lý của Việt Nam ở trong ngắn hạn. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy một cái ví dụ rất là cụ thể và rất là chính xác, là chúng ta nhìn qua về 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 lịch sử, chúng ta vẫn có thể có một cái uptrend rất mạnh, một cái uptrend thế kỷ, mặc dù khối ngoại họ bán ròng. Thì nhiều anh chị chúng ta cứ hay nhìn khối ngoại chúng ta giao dịch theo, nhưng mà thật ra khối ngoại á, họ cũng không phải lúc nào họ cũng đúng. Hay là chúng ta sẽ có thể nhìn qua về 2022 nè. Tại sao 2022 khối ngoại họ mua ròng mạnh, đúng không ạ? 29 gần 30.000 tỷ, thì năm 2022 lại là một cái năm mà chúng ta downtrend. Có đúng không ạ? Đây nè, chúng ta downtrend từ đầu 2022 và cho tới giờ, cho tới là cuối năm 2022, Việt Nam của chúng ta hoàn toàn cắm đầu, anh chị ơi, hoàn toàn cắm đầu. Thì đây là một cái minh chứng với anh chị là gì ạ? Là không không phải khối ngoại mua là chúng ta sẽ tăng, và không phải khối ngoại bán là chúng ta sẽ giảm. Thì đây là một cái tin mà Hải nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho anh chị trấn an được phần nào. Ở khi mà cái dòng tiền của khối ngoại á, nó cứ liên tục nó rút ra, thì chúng ta vẫn có thể an tâm là nếu như xu hướng thị trường, nếu như dòng tiền của cá nhân trong nước, và nếu như là các ngành chính, các chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, thép nó vẫn tăng tốt á, thì chắc chắn với anh chị là thị trường của chúng ta vẫn có thể tăng được. Và đặc biệt là dĩ nhiên chúng ta sẽ cần phải quan tâm tới vấn đề là vĩ mô, nếu như tỷ giá của chúng ta á, nó vẫn tiếp tục tăng cao, và nếu như những cái vấn đề về lạm phát tại Mỹ hay là Fed đó, họ không hạ lãi suất, thì dĩ nhiên là cái việc thị trường của chúng ta tăng mạnh nó sẽ rất khó. Nhưng mà nếu như mà những cái tình hình vĩ mô đó nó được cải thiện, thì cái việc khối ngoại bán ròng này đối với Hải là nó sẽ không có đáng bao nhiêu cả gì ha, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể vượt qua được cái vấn đề này. Thì đó là về cái thông tin tốt mà chúng ta sẽ quan sát ở trong ngày hôm nay. Và phần tiếp theo á, là về xuống thị trường, thì Hải nghĩ rằng hiện tại chúng ta cũng có những cái điểm tương đối là tích cực. Bằng chứng là những cái cổ phiếu tốt á, nó vẫn đang thu hút được dòng tiền, và đặc biệt nhất là Hoa Sen, đúng không ạ? Hoa Sen là một trong những cổ phiếu mà chúng ta thấy rất rõ ràng là thu hút được dòng tiền rất là tốt. Và chúng ta thấy rằng á, Hoa Sen không phải là một cổ phiếu thanh khoản thấp nha anh chị. Cổ phiếu Hoa Sen này hàng ngày giao dịch với thanh khoản khoảng tầm vài trăm tỷ, và khi bùng nổ là khoảng tầm hơn 1.000 tỷ. Thì mức thanh khoản này nó hoàn toàn phù hợp với một cái cổ phiếu mà nó có thể làm leader của thị trường. Ngoài ra thì ngày hôm nay á, chúng ta sẽ có thêm những cái cổ phiếu ví dụ như là DGC. Dĩ nhiên thì DGC nó sẽ không mang yếu tố được như Hoa Sen, mặc dù chúng ta nhìn qua về thanh khoản là DGC
to hơn so với Hoa Sen, nhưng mà đây là một cổ phiếu mà không phải nhà đầu tư nào cũng mua được, mà Hoa Sen mới là cổ phiếu nó sẽ đại diện cho nhà đầu tư ở trong đợt này. Và ngoài ra chúng ta sẽ có nữa là TCH. TCH cũng là một cổ phiếu mà đánh giá rằng khá là tốt. Đây là một cổ phiếu mà mặc dù đã tăng rất mạnh rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong cái nhịp giảm của thị trường thì TCH lại không giảm quá mạnh, và thanh khoản của TCH cũng không có những cái sự biến động quá mạnh. Đây chúng ta nhìn ha, cái thanh khoản của TCH rõ ràng là không có sự biến động quá mạnh trong một cái phiên giảm của thị trường, và khi thị trường phục hồi thì TCH ngay lập tức phục hồi theo. Thì rõ ràng đây là một cổ phiếu mà nó cho thấy rằng đây là thanh khoản của TCH cũng không quá tệ, chỉ ha, khoảng tầm là vài trăm tỷ mỗi phiên. Thì điều này cho thấy rằng là TCH nó hoàn toàn có lực cầu, đúng không ạ? Hoàn toàn cái vùng hỗ trợ này của TCH đang có lực cầu, và dĩ nhiên nó cũng sẽ có tác động tới các cổ phiếu khác. Khi mà những cổ phiếu này nó có lực cầu, nó đỡ, thì chúng ta sẽ nhìn qua về ví dụ gì chứng khoán. SSI là cái cổ phiếu khi mà rơi vào hỗ trợ này, hỗ trợ của SSI ở ngay vùng giá 36, thì về 36 không có cung nữa, bắt đầu có cầu đỡ, đúng không ạ? Bắt đầu có rút chân, bắt đầu có cầu đỡ. Tương tự với là VCI nè, thì VCI hiện tại là chưa về hỗ trợ, hỗ trợ của VCI khoảng tầm vùng giá 48, đúng không ạ? Thì bắt đầu những cổ phiếu này khi mà về hỗ trợ nó có cầu đỡ là ok rồi, là ổn rồi, chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Thì hiện tại cái thị trường này nó đang trong một cái tình trạng là rũ cung. Tại vì sao? Tại vì cái phiên đạp này nó chưa có hoàn thành xong cái sứ mệnh của nó. Đạp để làm gì? Đạp để rũ bỏ nhà đầu tư. Nhưng mà cái phiên đó đạt trong ATC, anh chị, đạt trong ATC, đạt nhanh quá, nhà đầu tư họ chưa kịp bán, thì qua tới phiên ngày hôm sau nó là giữ giá. Nó giữ giá như vậy thì nhà đầu tư họ sẽ đang bắt đầu kỳ vọng vào thị trường. Dĩ nhiên họ sẽ chưa dám mua, nhưng mà họ cũng sẽ chờ và họ chưa muốn bán. Thì vì vậy chúng ta sẽ còn phải có thêm những nhịp rung lắc nữa. Và nếu như mà tạo lập họ muốn phân phối, thật ra bây giờ phân phối sẽ rất khó. Tại vì nhà đầu tư họ đang trong tình trạng sẵn sàng bán rồi. Họ không mua mà họ đang chờ bán. Họ chưa bán anh chị, họ đang chờ bán, họ đang quan sát. Thì bây giờ mà muốn upbo, muốn gọi là phân phối thì phải kéo lên. Ví dụ như này, nếu mà chúng ta còn nhớ nha, thời điểm đầu tháng 4 thị trường chúng ta cũng rất khó chịu. Và tất cả mọi người đều kỳ vọng vào 1240, 1250. Và thị trường nó cứ dập dìu ở đây. Nó không cho nhà đầu tư bán. Và ai cũng chờ. Và ai cũng nói rằng là chỉ cần giữ được 1250 thôi, thị trường chắc chắn sẽ tốt. Và sao ạ? Cái phiên ngày 12 tháng 4 kéo lên một phát, kéo lên 1270. Tất cả mọi người đều rất là hưng phấn. Tất cả mọi người đều nhảy vào mua. Và nếu như qua tới phiên ngày 15 tháng 4 mà thị trường không sập thì nó thật với mọi người là chắc chắn cái lượng người mua sẽ rất nhiều. Hồi đó không ai canh bán cả. Thì đây chính là cái vấn đề và chính là cái mục tiêu của tạo lập. Họ sẽ khiến cho nhà đầu tư họ dập dìu ở đây và họ không dám mua. Sau đó khi mà tạo lập họ kéo lên. Họ kéo lên xong rồi họ phân phối xuống nó sẽ dễ hơn. Chứ còn bây giờ mà họ đạp ở đây thì hầu hết ai cũng chờ bán rồi. Họ không có mua đâu. Bây giờ không ai mua cả, toàn chờ bán thôi. Thì đạp một cái họ sẽ bán ngay. Nhưng mà kéo lên nha anh chị, kéo lên mỗi cổ phiếu khoảng tầm 3% bắt đầu nhà đầu tư sẽ nhảy vào mua. Rồi khi đó đạp xuống nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đối với Hải, ít nhất thì những ai mà đang cầm hàng mọi người chúng ta có thể yên tâm là mọi người vẫn sẽ có một cái nhịp để anh chị bán. Thì cái nhịp mà tạo lập họ kéo lên thì họ kéo luôn, hay họ kéo để anh chị bán nó sẽ còn phải chờ. Và khi đó nó phải xảy ra thì chúng ta mới biết được. Thì anh chị chúng ta mà chúng ta không biết canh chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo ở bên dưới này. Thì Hải sẽ thường xuyên cập nhật cho anh chị. Như sáng ngày hôm nay thì Hải vẫn nói rằng là đối với hiện tại thì thị trường hiện tại Hải nghĩ rằng không có gì xấu cả. Hiện tại thật sự đảo chiều khá là khó, nên là kịch bản sideways vẫn là hợp lý nhất. Thì Hải vẫn sẽ thường xuyên đưa ra những cái phân tích cho anh chị ở trong room này. Thì chúng ta mà không biết canh thị trường chúng ta có thể tham gia, thì Hải sẽ đưa ra phân tích để anh chị chúng ta quyết định là chúng ta có nên bán hay là không. Còn hiện tại thì Hải sẽ chỉ phân tích được là ít nhất nó sẽ có nhịp hồi lên cho anh chị. Còn hồi để bán hay hồi để tăng tiếp thì chúng ta phải chờ. Đó là cái nhận định của Hải và cái luận điểm của Hải ở trong video ngày hôm nay. Rồi, thì đó cũng là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Tất cả mọi chúng ta đã quan tâm và theo dõi video. Và hy vọng là chúng ta xem và chúng ta thấy hay thì chúng ta cho Hải một like, một đăng ký kênh. Và chúng ta có thể cho Hải một cái phím 1 ở bên dưới phần bình luận để Hải có thêm động lực và là những cái video tiếp theo anh chị ha. Cảm ơn mọi người và xin chúc cho mọi người chúng ta có một phiên giao dịch ngày mai thật là thành công.